Hơn 30 năm trước Lần đầu tiên tôi đến giảng kinh ở Hồng Kông Gặp hai vị Đại Đức Là Pháp Sư Tẩy Trần và Pháp Sư Giác Quang Hai vị Đại Đức này Pháp Sư Tẩy Trần đã giảng sinh Pháp Sư Giác Quang vẫn còn Tuổi Pháp Sư Tẩy Trần hơn tôi có lẽ hơn tôi 10 tuổi quê ở đông bắc rất hào sản tôi với ông nói về vấn đề tăng hoàng hòa hơn thầy rất có tâm quý tôi nói chúng ta tìm tìm bốn người tốt hơn là năm người năm tỷ kheo Tôi nói thầy tìm đi Tôi là một thầy nữa là hai Tìm ba, bốn, năm mà chẳng thấy ai Quý vị sẽ biết chuyện này rất khó Không tìm được người xuất gia Tại gia cũng được Nếu như tại gia có bốn người cùng tu tập cùng nhau Tuân thủ phép luật hòa để chính là những gì hôm nay Chúng ta nói đến Áp dụng bốn căn bản Đệ tử quy Cảm ứng thiên Thập thiện nghiệp Sa di luật nghi Thơ khành cho rốt ráo Người tại gia đều được Tăng đoàn Không nhất định là người xuất gia Ý nghĩa chữ tăng Tiếng phạn có nghĩa là đoàn thể Đoàn thể không nhất định là người xuất gia Người tại gia cũng có thể tổ chức đoàn thể Bởi thì tăng đoàn không cứ là người xuất gia Nhưng phải làm sao Nhất định phải tu tập theo phép lục hòa Nền tảng của phép lục hòa là bốn căn bản Ngày nay chúng ta gọi là bốn gốc Hoàn toàn từ trong tình nghiệp tam phương Phát sinh ra Đến nghiệp tam phương là ba nguyên tắc bồ tát phải tuân thủ để tu hành thành phật làm trái với ba nguyên tắc này thì không thể thành phật thứ nhất hiếu dưỡng cha mẹ tôn thờ thầy tổ từ tâm không giết tu thập thiện nghiệp bốn câu này là bà cội gốc của nho phật lão làm sao để hiếu thân tôn sư Làm sao để áp dụng Áp dụng đệ tử quy Áp dụng đệ tử quy Là có thể thực hiện được hiếu thân tôn sư Từ tâm không giết là nhân quả Áp dụng thái thượng cảm ứng thiên Sau cùng thập thiện nghiệp Phải được đặt trên nền tảng trước đó Quý vị mới tu tập thanh tịnh Thập thiện nghiệp đạo Không có nền tảng trước đó Không thực hiện được thập thiện nghiệp đạo Đấy là sự thật Nền tảng thứ tư Sa di lục nghi Điều thứ hai trong tam phước Thọ trì tam quy Đầy đủ các giới Không phạm oai nghi đây là mười giới của sa di Lục nghi Tại gia có thể tu 24 oai nghi Vấn đề này xuất gia, tại gia đều có thể học tập Bốn nền tảng căn bản này Góc sâu cây vững Quý vị sẽ đầy đủ điều kiện Phật Bồ Tát Cố gắng tu tập quý vị sẽ thành Phật, sẽ thành Bồ Tát Không có bốn nền tảng này Ở cùng nhau nhưng không thể quay là hòa hợp Chín người mười ý Mỗi người có cách nhìn Ý nghĩ khác nhau Không thể hòa hợp Điều kiện đầu tiên trong lục hòa Là kiến hòa đồng giải Kiến giải này không cách nào giống nhau Bởi thì họ không thể hòa hợp Hai người cũng không hòa hợp với nhau được bởi thì tăng đoàn lục hòa kinh Có mặt ở nơi ai Có mặt nơi người giác ngộ Tại sao giác ngộ lại kiến hòa đồng giải Giác ngộ họ đã buông bỏ Họ hiểu dạng pháp dai không Như kinh bác nhà đã nói Tất cả pháp không có gì cả Chủ tráo không không thể được Quý vị nghĩ họ có buông chăng Tất nhiên là buông Tâm họ là tâm gì? Danh hiệu kinh của chúng ta Tâm của họ là tâm thanh tịnh Không một chút nhiễm ô Tâm bình đẳng không phân biệt Tâm giác Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiên tánh Tâm họ là như thế Vậy thì chúng ta có thể biết Thế giới cực lạc phương Tây Là tăng đoàn hòa hợp lớn nhất Người Giáng sinh đến thế giới cực lạc Buông bỏ tất cả Buông bỏ ngã và ngã sợ Như thế mới có thể hòa hợp Chỉ biết mình Tâm phân biệt Chắc chắn sẽ không thực hiện được Từ đó có thể biết Ngày nay rất khó để phá tan đoàn hòa hợp Tìm đâu ra Không có tăng đoàn hòa hợp Bởi thì Nặng nhất trong ngũ nghịch Trong xã hội ngày nay Giết cha, giết mẹ, giết thầy Những thứ này có Ba thứ này đều là tội ngũ nghịch Quả báo đều là địa ngục A tỵ Chúng ta biết Tăng đoàn hòa hợp quý giá như thế Tăng đoàn hòa hợp có công đức như thế Công đức này có thể nói Trên thế gian không có gì quý hơn Không gì có thể so sánh được Nếu xây dựng được một tăng đoàn như thế Quý vị đã cứu được cả thế giới Đã cứu chánh pháp như lai Đã cứu tất cả chúng sanh khổ nạn Người khác không phát tâm Bản thân chúng ta nên phát tâm Vấn đề này rất quan trọng Nhưng điều kiện tăng đoàn Số người ít nhất là 4 Không thể ít hơn số đó Rất khó để tìm bốn người